Nga bắt giữ quân nhân Mỹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kibi nói với các phóng viên hôm ngày 6 tháng 5 rằng Nhà Trắng đã biết về báo cáo việc một binh sĩ Mỹ bị bắt giữ vào cuối tuần qua ở Nga. Theo truyền thông Mỹ, người lính chưa được xác định danh tính vốn đóng quân ở Hàn Quốc và đang trong quá trình trở về nước. Tuy nhiên, người này đã tự mình đến Nga và bị bắt khi đang không làm nhiệm vụ. Theo hai quan chức Mỹ, binh sĩ này đã bị bắt vào cuối tuần trước tại Vladivostok một thành phố cảng ở thái bình dương và vẫn đang bị giam giữ ông kibi cho biết khi được hỏi về vụ bắt giữ tôi thực sự không thể nói nhiều về vụ việc vào ngay lúc này câu hỏi này sẽ phù hợp với bộ quốc phòng nhưng chúng tôi đã nắm được thông tin nbc newser dẫn nguồn tin nói rằng người này dường như đã tới vladivostok để thăm một phụ nữ mà anh có quan hệ tình cảm binh sĩ mỹ đã tới nga mà không có sự cho phép của cấp trên và người này đang bị giam giữ trước khi xét xử Cynthia Smith, phát ngôn viên của lục quân Mỹ, xác nhận với Newsweek rằng một người lính nước này đã bị bắt giữ tuần trước vì cáo buộc có hành vi phạm tội hình sự. Bà nói thêm rằng Nga đã thông báo cho Mỹ và gia đình người lính này cũng đã được thông báo. Nga đã thông báo cho Bộ ngoại giao Mỹ về việc giam giữ tội phạm theo công ước Vienna về quan hệ lãnh sự. Quân đội Mỹ đã thông báo cho gia đình của binh sĩ và Bộ ngoại giao Mỹ đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự phù hợp cho quân nhân bị bắt ở Nga. Do tính nhạy cảm của vấn đề vấn đề này, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vào lúc này, quan chức Smith nói với Newsweek. CNN dẫn nguồn tin từ hai quan chức Mỹ nói rằng binh sĩ bị bắt dường như có tên là Gordon Black và người này bị bắt vì cáo buộc trộm cắp. Trước đó, Mỹ đã nhiều lần cảnh báo công dân Mỹ không tới Nga khi căng thẳng giữa hai nước không ngừng leo thang trong thời gian qua. Vào tháng 2, sau vụ Moscow bắt giữ một công dân Mỹ gốc Nga, Ông Kirby từng cảnh báo về mối nguy hiểm với công dân Mỹ ở Nga. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và phát hành, cảm ơn bạn đã theo dõi.